sàn chứng khoán hàng đầu Hoa Kỳ Nasdaq chính thức tham gia vào cuộc đua ETF tiền điện tử. Giám đốc điều hành của Binance US, Grant Schroeder, đã nộp đơn xin từ chức. Sàn CoinEx bất ngờ bị tấn công, dự tính thiệt hại ban đầu lên tới hơn 27 triệu đô la. BitcoinTeam tiếp tục lấy ý kiến cộng đồng về việc sử dụng đồng Pi trong thanh toán hàng hóa và dịch vụ. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Sàn Coinbase được cho là đã cho ra mắt ví Web3 mới nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng tổ chức quyền truy cập an toàn vào các ứng dụng tiền điện tử, NFT và DeFi. Được giới thiệu thông qua dịch vụ Coinbase Prem, ví mới dự kiến cung cấp quyền truy cập cho các tổ chức lớn đối với các token NFT và không gian DeFi rộng lớn. Cụ thể, ví Web3 sẽ cho phép khách hàng tổ chức truy cập và quản lý nhiều loại tài sản kỹ thuật số, bao gồm tiền điện tử, NFT và các ứng dụng DeFi. Được biết, mặc dù người dùng bán lẻ đã hoạt động tích cực trong các hệ sinh thái phi tập trung này một thời gian, nhưng các tổ chức hiện chỉ mới bắt đầu tham gia rộng rãi hơn gần đây. Ngoài ra, Coinbase cũng cho phép các tổ chức lưu trữ token từ các mạng blockchain được hỗ trợ một cách an toàn. Gã khổng lồ Sony và Startle Labs được cho là đang ký kết một thỏa thuận liên doanh nhằm phát triển một blockchain có thể trở thành xương sống của cơ sở hạ tầng Web3 toàn cầu. Là một phần của thỏa thuận, công ty liên doanh sẽ được thành lập với tên gọi Sony Network Communication Plus. Cả hai công ty sẽ cùng bỏ vốn đầu tư và kiến thức tương ứng để phát triển các blockchain hàng đầu và hệ sinh thái của họ, đồng thời định hướng Web3 và thúc đẩy lĩnh vực trên toàn cầu. Các công ty bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng của Web3 và có kế hoạch tạo ra các trường hợp sử dụng Web3 mạnh mẽ để thúc đẩy việc áp dụng lĩnh vực này. Giá mã thông báo Tron đã tăng giọt hơn 14% sau một tiết lộ bất ngờ từ đội ngũ Telegram xuất hiện tại sự kiện Token 2049 đang diễn ra tại Singapore. Đội ngũ của Telegram, một ứng dụng nhắn tin phổ biến trong giới crypto, đã chính thức ra mắt một ví tiền điện tử sau gần 3 năm kể từ lần đầu tiên tiết lộ kế hoạch xây dựng hệ sinh thái Web3. Theo đó, ví tiền điện tử được phát triển trên blockchain Open Network, gọi tắt là Tron, và hiện có sẵn 800 triệu người dùng trên toàn thế giới. Tron Foundation cho biết các dự án được xây dựng trên mạng Tron sẽ được ưu tiên truy cập vào nền tảng quảng cáo của Telegram. Tính năng ví hiện có sẵn trong cài đặt và việc triển khai toàn cầu sẽ bắt đầu vào tháng 11 năm nay, ngoại trừ Hoa Kỳ và một số quốc gia không được phép. Sau tin tức trên, giá Tron đã chứng kiến sự bùng nổ. Tính đến chiều nay, Tron đang giao dịch tại 1,93 đô la, tăng hơn 14,3% trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ CoinGecko. Sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu Hoa Kỳ Nasdaq đã chính thức nộp đơn lên Quỹ ban chứng khoán SEC để xin phê duyệt niêm yết quỹ giao dịch trao đổi Ethereum, hay còn gọi là ETF, do Hashdex, một công ty quản lý tài sản cung cấp, được biết đến với tên gọi Hashdex Nasdaq Ethereum ETF. Quỹ ETF của Nasdaq được thiết kế với sự kết hợp giữa việc nắm giữ ETH giao ngay và hợp đồng tương lai, một cách tiếp cận mới đối với đầu tư tiền điện tử trong khuôn khổ pháp lý Hoa Kỳ. Mục tiêu đầu tư chính của quỹ ETF trên là đảm bảo rằng cổ phiếu của quỹ phản ánh những biến động hàng ngày dựa trên giá tham chiếu ETH của Nasdaq. Để đạt được mục tiêu này, quỹ dự định phân bổ tài sản của mình để đầu tư vào cả ETH và hợp đồng tương lai ETH được giao dịch trên CME, cũng như tiền mặt và các khoản tương đương tiền, thay vì chỉ nắm giữ 100% ETH giao ngay, nhằm giảm sự phụ thuộc vào thị trường giao ngay và giải quyết những lo ngại về khả năng thao túng. Giá ETH cũng đã phản ứng nhẹ trước động thái trên. Tính đến chiều nay, ETH đang giao dịch tại 1.592 đô la, tăng 1% trong 24 giờ qua. Giám đốc điều hành của Binance US, Grant Schroeder, đã chính thức rời bỏ vai trò của mình tại sàn giao dịch tiền điện tử đang gặp khó khăn. Chia sẻ với truyền thông, người phát ngôn của Binance US đã xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết thêm rằng động thái trên mang lại cho nền tảng này hơn 7 năm đường băng tài chính để tiếp tục hoạt động như một sàn giao dịch chỉ dành cho tiền điện tử. Một số nhà quan sát thị trường cho rằng sự ra đi của những lãnh đạo cấp cao của công ty có thể cho thấy Binance US đang dần ngừng hoạt động. Sàn giao dịch này trước đó cũng đã sớm cắt giảm lượng lớn nhân sự sau vụ kiện cho Quỹ ban chứng khoán Hoa Kỳ SEC để trình vào tháng 6. Cũng kể từ đó, công ty tiền điện tử đã chứng kiến thị phần của mình giảm xuống dưới 1%, trong khi người dùng gặp khó khăn trong việc gửi và rút đồng đô la. Sự rời đi của CEO Binance US
diễn ra sau sự ra đi của hàng loạt giám đốc điều hành hàng đầu tại công ty mẹ Binance sau những rắc rối pháp lý bủa vây sàn giao dịch này kể từ đầu năm nay. Khi B-Network đã đạt đến giai đoạn trưởng thành nhất định, BitcoinTeam bắt đầu định hướng các trường hợp sử dụng cho đồng Pi thông qua việc lấy ý kiến từ cộng đồng Pioneer. Trong một thông báo vào đầu ngày hôm nay, ngày 13 tháng 9, BitcoinTeam đã đặt câu hỏi cho các Pioneer về mong muốn của họ đối với việc thanh toán đồng Pi cho các dịch vụ và hàng hóa. Đồng thời, BitcoinTeam cũng trích dẫn một ví dụ về việc một chiếc ô tô đã được thanh toán 100% bằng đồng Pi. Động thái trên một lần nữa cho thấy, BitcoinTeam dường như đang ráo riết chuẩn bị cho các kế hoạch đưa đồng Pi vào thanh toán thông qua sự hợp tác với nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu. Song song đó, trong thời gian qua, BitcoinTeam cũng đang tích cực trả Pi về mainnet cho các Pioneer như một phần của kế hoạch. Trong 3 tuần qua, đội ngũ đã bơm hơn 250 triệu Pi về ví tổng CIPT. Trong số này, hiện đã có đến 170 triệu Pi được gửi về ví của các Pioneer. CoinEx, một nền tảng trao đổi tiền điện tử phổ biến, đã trở thành nạn nhân của một vụ vi phạm an ninh, làm dấy lên nhiều lo ngại về sự bảo mật cho người dùng. Vụ việc xảy ra và được phát hiện vào ngày 12 tháng 9, hệ thống kiểm soát rủi ro của CoinEx đã nhanh chóng vào cuộc xử lý và điều tra để giảm thiểu tình hình. Các phát hiện sơ bộ cho thấy các giao dịch trái phép liên quan đến một số loại tiền điện tử như ETH, TRX và MATIC. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại chính xác vẫn đang được đánh giá. Phía CoinEx đã nhanh chóng trấn an người dùng, nhấn mạnh rằng tất cả tài sản của họ vẫn an toàn và không bị ảnh hưởng. Để bảo vệ hơn nữa tiền của người dùng và tiến hành đánh giá toàn diện các biện pháp bảo mật, sàn giao dịch đã tạm thời đình chỉ dịch vụ gửi và rút tiền. Một báo cáo riêng biệt từ Cyber Alice đã ước tính rằng tổng thiệt hại của cuộc tấn công rơi vào khoảng 27 triệu đô la, trong đó 18,2 triệu đô la ETH, 8,5 triệu đô la TRX và 291.000 đô la MATIC cùng nhiều mã thông báo ERC-20 khác. Thị trường tiền điện tử chiều nay tiếp tục chứng kiến sự phục hồi, vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ là 1,078 nghìn tỷ đô la, tăng 1% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 26.134 đô la, tăng 0,1% trong ngày. Ethereum điều chỉnh về 1.599 đô la, mất 0,8% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 211 đô la. Trước tôi lấy fan xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.